Cao tốc Pháp Vân, cầu rẽ cấm xe dưới 16 chỗ lưu thông. Sáng 12 tháng 9, cao tốc Pháp Vân, cầu rẽ vẫn ngập nặng hai chiều tại khu vực huyện Thường Tín, làn số 3 và làn khẩn cấp có mức nước ngập tới 0,7 đến 0,8 m. Cảnh sát giao thông tiếp tục phân luồng, hạn chế phương tiện gầm thấp đi vào cao tốc để giảm xe chết máy gây ùn tắc giao thông. Ông Vũ Ngọc Oánh, Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Boss Pháp Vân, cầu rẽ cho biết hôm qua có một số xe khách 16 chỗ bị chết máy khi đi qua đoạn ngập để giảm ngập cho cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ, khu quản lý đường bộ 1 đề nghị huyện Thường Tín cho trạm bơm hoạt động hết công suất, tăng cường tối đa các giải pháp tiêu thoát nước, khơi thông hệ thống thủy lợi thuộc xã Văn Bình và xã Liên Phương. Qua kiểm tra ngày mùng 10 tháng 9, khu quản lý đường bộ 1 cho biết tại khu vực ngập nước có trạm bơm đặt tại xã Văn Bình do xí nghiệp thủy lợi Hồng Vân quản lý, vận hành. Trạm bơm có 6 máy có tác dụng bơm tiêu thoát nước. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra trạm chỉ vận hành 2 trong số 6 máy bơm điều này ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thoát nước trên cao tốc. Gần 4.700 người ở Quốc Oai bị ngập Từ 21 giờ tối qua, huyện Quốc Oai đã huy động hơn 300 người gồm công an, dân quân và người dân dùng bao tải đắp đê bao sông tích tại thôn Đông Thượng, xã Đông Yên. Mực nước sông tích tại trạm Vĩnh Phúc sáng nay đạt 8,64 m trên báo động 3,064 m và cao hơn lúc 23 giờ hôm qua 4 cm. Đến sáng nay, Quốc Oai có 1.120 hộ dân với gần 4.700 nhân khẩu bị ngập, trong đó một nửa ngập sâu hơn 60cm. Gần 850 người dân phải sơ tán đến nơi an toàn, trong đó hơn 100 người đến khu tạm cư, còn lại đến nhà người thân. Huyện này có 44 khu tạm cư tại nhà văn hóa, trường học và 8 nhóm hậu cần phụ trách nhu yếu phẩm cho người dân sơ tán. Do nước ngập huyện Quốc Oai cũng đã cấm một số tuyến đường, cầu như cầu Long Phú, xã Phú Cát, cầu Liệp Mai, cầu Ngã Tư xã Ngọc Liệp, cầu Đại Thanh, Tân Phú, sát xã Yên Sơn, cấm đường tỉnh 421B nối Trương Mỹ, Quốc Oai, đường DH01, DH02. Nước lũ tràn quốc lộ 6 ở huyện Trương Mỹ. Tại huyện Trương Mỹ, nước sông Bùi tối qua dâng cao đã tràn vào thôn Tiến Ân xã Thủy Xuân Tiên rồi tràn tiếp vào cánh đồng của thị trấn Xuân Mai, tràn ra quốc lộ 6. Hệ thống quan trắc cho thấy mực nước sông Bùi liên tục tăng, đến 8 giờ hôm nay ở mức 7,79m trên báo động 3,079. Quốc lộ 6, tuyến đường huyết mạch nối Hà Nội với Tây Bắc, đã bị ngập nặng trong đêm qua. Chỉ trong vòng 4 tiếng, từ 18 giờ đến 22 giờ, một đoạn đường dài gần 500 m đã chìm trong nước, với điểm sâu nhất lên đến 50 cm. Điều này khiến giao thông hoàn toàn tê liệt, xe máy và ô tô gầm thấp không thể di chuyển. Để đảm bảo an toàn cho người dân, đơn vị quản lý đường đã nhanh chóng đặt biển cảnh báo ở hai đầu đoạn đường ngập. Tuy nhiên, đến sáng nay, nước vẫn chưa có dấu hiệu rút đội cảnh sát giao thông số 12 đã được điều động đến để phân luồng giao thông, hướng dẫn các phương tiện đi vào đường làng Xuân Mai. Lãnh đạo thị trấn Xuân Mai đã chỉ đạo di rời khẩn cấp một số hộ dân sống gần quốc lộ 6. Tùy thuộc vào diễn biến của mực nước, địa phương sẽ có những phương án di rời tiếp theo. Mất trắng tài sản sau vỡ đê sông Lô. Trưa 10 tháng 9, anh Tạo, 46 tuổi, chú xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương nhận được thông báo của chính quyền việc đê tả sông Lô. Đoạn giáp danh giữa xã Quyết Thắng và xã Hợp Nhất huyện Đoan Hùng, Phú Thọ gặp sự cố. Phía chân đê có một xoáy ngầm nhỏ, nguy cơ vỡ nếu như nước sông tiếp tục lên. Tôi hoảng hốt thấy cán bộ xã và huyện liên tục đến kiểm tra đê vào buổi chiều, anh Tạo kể. Tuyến đê dài khoảng 10 km, chạy qua nhiều xã của huyện Sơn Dương. Đoạn giáp danh xã Quyết Thắng và Hợp Nhất là điểm cuối, dài khoảng 2 km, phía nam là sông Lô, phía bắc là đồng ruộng và khu dân cư. Bờ đê là đường liên xã, 5 năm trước đã được đổ bê tông rộng 5 mét để người dân tiện bể đi lại. Nhà anh tạo cách chân đê khoảng 100 mét. Gia đình 4 người trông vào làm ruộng, nuôi lợn, gà, đào ao nuôi cá chấm, rô phi, lóc. Vừa đầu tư vài chục triệu đồng cho chăn nuôi, anh tạo không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất. Nếu đê vỡ anh sẽ mất trắng, lâm cảnh nợ nần. Vì vậy anh nhờ người đến dùng các tấm lưới cao hơn 2 mét quay xung quanh ao cá, đề phòng nước dâng cá trôi ra ngoài đàn gà gần 100 con và đàn lợn hơn 20 con cũng được chuyển lên chuồng cao 2 mét phía sau gian bếp. Gom sẵn xô, lưới, gọi thêm họ hàng đến hỗ trợ bắt cá, nhưng anh tạo chưa kịp làm gì thì tối 10 tháng 9 điểm xoáy ngầm dưới chân đê lan rộng, nước sông Lô bắt đầu chảy vào khu dân cư. Thấy nước tràn vào sân, anh tạo cùng vợ chuyển tivi, tủ lạnh, quạt điện lên gửi gia đình sống ở điểm cao. Chuyển đồ đạc xong, chính quyền yêu cầu hàng chục hộ dân thuộc phạm vi nguy hiểm phải đi nơi khác tá túc. Anh tạo tiếc đàn cá, nhưng bất lực. Vợ động viên anh thôi tính mạng quan trọng hơn. Đến 2 giờ ngày 11 tháng 9, đê sông Lô vỡ 10 mét, nhấn chìm nhà và vườn tược của anh tạo. Khoảng 35 nhà dân gần đó ngập 1 đến 2 mét. Đứng trên đê nhìn xuống, anh tạo xót xa mất trắng rồi, nhẩm tính gia đình lỗ hơn 50 triệu đồng. Đàn cá, đàn gà và lợn đang đến kỳ xuất bán, chưa kịp giao dịch lần nào thì gặp lũ. Sắp tới chính quyền khắc phục xong sự cố vỡ đê, tôi sẽ vay tiền làm lại, anh quả quyết nói. Tuy nhiên, anh cũng chưa biết xoay đâu ra tiền làm lại, tiền đóng học đầu năm cho hai con. Lâu nay nguồn sống của gia đình là vườn ao chuồng. Trung cảnh với anh Tạo, gia đình ông Nguyễn Văn Khải, 50 tuổi, chú xã quyết thắng mất trắng tài sản sau sự cố vỡ đê. Hơn ba sào lúa đến thời kỳ thu hoạch đã chìm dưới dòng lũ, đàn lợn hàng chục con bị cuốn trôi. Cuộc sống làm nông vốn đã cực, chuyến này lại cực hơn, ông Khải nói. Vụ trước vay hàng chục triệu đồng nuôi lợn, Ông tạo dự định đợt này bán lợn sẽ trả xong. Nhưng người tính không bằng trời tính, ông Khải nói. Cả đêm ông Khải không ngủ được vì tiếc của. Sáng hôm sau dù nhà ngập, ông vẫn quay trở về, trèo thuyền vào trong đưa bì lúa lên đặt trên kệ cao gần sát nóc để tránh ướt. Nếu nước dâng nữa, chắc ông phải đi vay gạo. Theo anh Khải, năm 2000D từng do gì tại điểm vừa bị vỡ, nhưng mức độ nhẹ hơn. Lần đó nhiều nhà dân cũng ngập sâu hơn một mét, chính quyền đã đổ đá, bao cách khắc phục luôn không để vỡ như lần này. Hay tin đê gặp sự cố, bà Nguyễn Thị Lan, chú xã quyết thắng, cho biết tối 10 tháng 9 đã cùng hàng trăm người dân và cán bộ huyện, xã ra hiện trường đóng cọc tre, đổ đá, bỏ bao tải các phía dưới để cứu đê. Tuy nhiên, thời điểm này đồng đói nước, còn sông Lô thì nước dâng quá nhanh nên không thể khắc phục nổi. Đến 2 giờ ngày 11 tháng 9, mọi người bất lực nhìn nước ảo ảo vào đồng ruộng và khu dân cư. Cả đêm tôi trằn trọc vì cứu đê bất thành, bà Lan nói sự cố ở dưới lòng đất rất khó thấy và biết trước được nhà ở vị trí cao nên không bị nước tràn vào nhà song bà lan nói rất buồn khi thấy nhiều gia đình bị cuốn trôi vật nuôi tài sản ngoài thiệt hại kinh tế đảo lộn cuộc sống đê vỡ khiến người dân trong vùng di chuyển khó khăn đường đê giúp đi đến nhiều xã của huyện sơn dương tuyên quang và đoan hùng phú thọ hiện nếu muốn sang nơi khác tài xế phải di chuyển gấp đôi quãng thời gian trước đó ông âu văn luận chủ tịch xã quyết thắng cho biết tả sông Lô là tuyến đê duy nhất trên địa bàn, không có đê phụ. Hiện nước bên ngoài sông và trong đê đã cân bằng, điểm vỡ đê không có dấu hiệu vỡ thêm. Hàng trăm bao cát cùng nhiều vật liệu đã chuẩn bị xong, chờ thời tiết thuận lợi các lực lượng sẽ hàng khẩu đê. Đê tả sông Lô là đê cấp 5, cấp thấp nhất trong năm cấp đê, tương đương với diện tích bảo vệ dưới 4.000 ha, số dân được bảo vệ dưới 10.000. Theo tri cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão các địa phương, nước lũ lên báo động 2 đến 3, hệ thống đê đã phát sinh 25 sự cố tại 9 tỉnh, thành. Ngoài vỡ đê tả sông Lô, các tuyến đê cấp 4 đến 5 ở thành phố Thái Nguyên, Hạ Hòa, Phú Thọ, Hữu Bùi, Trương Mỹ, Hà Nội và đê sông Tích, Quốc Oai, Hà Nội gặp sự cố tràn. Chiều 11 tháng 9, mực nước hầu hết các sông lớn tại Hải Dương ở báo động 3, có nơi trên báo động 3. Hiện tỉnh đã liên tiếp phát lệnh báo động lũ, đồng thời di rời hàng nghìn dân ra khỏi khu vực sung yếu, nguy cơ vỡ đê cao. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Trần Văn Quân cho biết, mực nước các sông lớn trên địa bàn tiếp tục lên cao, nhiều khu vực đã vượt qua mức báo động 3 gây nguy cơ vỡ đê cao. Vì vậy, tất cả hệ thống chính quyền tỉnh và các đơn vị chức năng phải trực 100% quân số để ứng phó. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hải Dương, mực nước đó lúc 6 giờ ngày 11 tháng 9 trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 5,79 m, tiệm cận báo động 3. Tại khu vực Cát Khê, huyện Nam Sách vượt mức báo động 3. Lũ từ thượng nguồn đổ về đã đẩy Hải Dương vào tình trạng rất cao thẳng. Tại trạm thủy văn Phú Lương, thành phố Hải Dương, nước dâng lên mức độ 3, mực nước sông Kinh Môn tại trạm thủy văn An Phụ lên báo động 3. Ngoài ra, nhiều sông khác cũng có khả năng lên mức báo động 3 trong sáng 11 tháng 9. Lực lượng công an, quân đội và các cấp chính quyền nhân dân gần đề đã xuyên đêm gia cố ứng phó với các điểm sạt lở, gió dỉ và sung yếu nhằm hộ đề an toàn. Hiện toàn tỉnh đang giữ vững chưa để xảy ra vỡ đề.